lấy chồng nhà nghèo. Phải làm thế nào bây giờ? Con nó cũng đã mấy chục tuổi đầu rồi, đám này mà không thành nữa thì đúng là bố mẹ có tội với con. À, cô Thắm đến rồi. Thế hai bác có chuyện gì mà gọi em sang gấp thế? Thì là chuyện của cháu Nam nhà tôi. Hôm qua nó mới thưa chuyện là đang tìm hiểu con bé Hoa làng bên. Tốt quá rồi, chuyện đáng mừng thế cơ mà. Nhưng cô xem đấy, hoàn cảnh nhà tôi thế này, tôi sợ... Em hiểu rồi. Hoàn cảnh gì chứ, thằng Nam có tay nghề dệt chiếu có tiếng ở làng này cơ mà. Hai bác cứ cùng cháu Nam gặp gỡ nhà người ta xem thế nào. Nếu hai nhà đồng ý thì mọi chuyện còn lại cứ để em giúp cho. Thôi thì cứ tâm sự nhờ cô cả. Ồ, nhà con bé có vẻ khấm khá quá. Tôi có nghe cháu Nam nói chuyện, đúng là cháu Hoa và hai bác quả thực nết na, hiền lành. Vâng, cảm ơn hai bác đã khen, chứ cháu nó còn dại lắm, gia đình tôi cũng rất quý cháu Nam. Cảm ơn hai bác. Bác Tình ơi, hai bác sang gặp nhà người ta thế nào rồi? Chẳng là gia đình nhà họ hẹn tuần sau sẽ sang đây thăm nhà, mà nhà tôi thì... Em đã nói là có cách rồi mà, nhất định sẽ thành công. Là cách gì? Một tuần sau. Hai bác đã chuẩn bị xong cả chưa? Để em vào kiểm tra lại một lượt cho chắc ăn cái đã. Ồ, chiếc chiếu hoa đẹp quá. Là cháu Nam tự dệt lấy đấy. Gớm, nhà cái hoa có được chàng rể như cậu Nam cũng không phí đâu. Mời mọi người vào nhà uống chén nước ạ. Tốt quá rồi, đúng là cao kiến của cô Thắm, mượn tạm đồ đạc của bà con. Ừ, gia đình nhà họ cũng biết cư xử, ăn nói có tình có lý lắm. Vậy là mọi chuyện cũng tạm ổn. Thôi giờ xem đồ đạc mang trả cho mọi người trước khi trời tối đi. Dân. Cuối cùng cũng trả xong hết đồ rồi. Nam. Chào cậu. Thật ngại quá lại quay lại như thế này. Nhưng vừa nãy bà nhà tôi ngắm thấy chiếc chiếu hoa nhà cậu đẹp quá. Bà ấy cứ muốn tôi quay lại hỏi xem cậu mua ở đâu để cũng sắm lấy một cái. Thế này là sao? Hóa ra đồ đạc khi nãy đều là đi mượn cả sao? Thật sự thì gia cảnh nhà chúng tôi còn nhiều khó khăn. Nhưng ông yên tâm, cháu Nam nó cũng có cái nghề chắc trong tay. Chiếc chiếu hoa chính là do tự tay cháu Nam dệt lấy đó ông à. Tôi hiểu ông bà cũng muốn lo cho cháu, nhưng lẽ ra gia đình mình cũng không cần thiết phải làm vậy. Gia đình chúng tôi cũng không nặng nhẹ hoàn cảnh đâu. Giàu có là ở đôi bàn tay, là ở tấm lòng mà. Nam, dù sao thì bác cũng mong con và cái hoa sẽ đồng lòng cùng nhau xây dựng tổ ấm thật sự. Nghèo không phải là nhược điểm, chỉ sợ những kẻ không có ý chí thôi. Con cảm ơn bác đã hiểu và thông cảm. Thôi tôi về đã. Chắc bà nhà tôi sẽ rất mừng nếu biết chính cháu Nam dệt chiếc chiếu hoa đẹp đẽ kia. Con trai, ai cũng có những lúc khó khăn. Con cầm lấy ít tiền, mấy hôm nữa đi đăng ký nhóm mua bộ quần áo lịch sự. Dù gì thì đó cũng là ngày quan trọng của hai đứa. Con cảm ơn. Thật cảm ơn ông trời đã cho con một người vợ tốt và thêm một người cha tuyệt vời. À, nếu còn có thời gian thì... Dạ, có việc gì vậy cha? Con có thể dệt thêm một chiếc chiếu hoa nữa cho ba mẹ nhé. Mẹ con thích cái chiếu hoa lắm đấy. Vâng, vâng, được ạ. Con sẽ dệt không chỉ một mà nhiều chiếc chiếu hoa nữa cho cha mẹ ạ. Có chuyện tại Ý, Vanessa Acne, mụn rơi xa, già láng mịn. Hai nhà cho thuê trọ. Cái nhà bà mùi này,
Mới sáng sớm mà đã ồn ào, không cho ai nghỉ ngơi cả. Trời ạ, bà Mùi ơi, bà làm gì thì cũng phải chú ý giữ gìn vệ sinh chung chứ. Đất cát rơi đầy ra bụi bẩn thế này, ai mà chịu được. Bà thông cảm, tôi dọn ngay đây. Quét cho sạch vào đấy. Ôi trời ơi, đất cát không hết mà còn khuyến mãi thêm vũng nước bẩn thế này. Tôi vừa dọn sạch rồi mà, một lát là nước khô ngay thôi. Bà dùng nước rửa đường thì chịu khó gạt nước xuống cống chứ, để như thế ai chịu được. Tại chỗ cổng nhà bà nó hơi trũng xuống, nước mới chảy vào đó chứ tôi có cố ý đâu. Vẫn chưa có khách thuê phòng trọ hả? À, mà tôi nghe nói là bà Mùi sửa nhà để cho thuê đấy. Cái gì? Bà Mùi cho thuê nhà ấy hả? Sao tôi ở gần mà không biết? Thì bà ấy không treo bảng lên bà không biết, chứ tôi thấy có mấy người hỏi thăm vào nhà bà ấy rồi đấy. Hóa ra vì thế mà nhà mình ế khách. Tìm phòng trọ hả các cháu? Nhà cô còn phòng đấy. Dạ, cháu thuê được phòng rồi cô ạ. À, cô cho cháu hỏi, nhà bà Mùi có phải là số nhà 28 đây không ạ? Cô thuê nhà bà Mùi đấy hả? Dạ vâng. Thế bà ấy cho thuê một phòng giá bao nhiêu? Dạ, cháu cũng chưa biết, có người quen giới thiệu cháu tới đây, nói là bà Mùi cho thuê rẻ lắm. Tức quá là tức, ra là phá giá để cạnh tranh với mình. Bà ta có mua đồ gì thế nhỉ? Dạ thôi, chào cô, cháu vào đây ạ. Chào bà, hôm nay bà không đi thể dục hả? Cảm ơn bà đã có lời hỏi thăm, lúc nào cũng ra vẻ hiền lành, tốt bụng, ai ngờ. Có chuyện gì? Sao bà nỡ nặng lời với tôi như thế? Lại còn giả vờ không biết à? Bà sửa nhà để cho thuê, còn phá giá, cho thuê rẻ. Bà định tiệt đường làm ăn của tôi hả? Bà hiểu lầm rồi, chuyện là thế này. Còn chối nữa, bà chỉ giỏi làm điệu bộ hiền lành thôi. Không, tôi nào có muốn cạnh tranh gì đâu. Chỉ vì... Giờ thì tôi biết, bà miệng thì cứ ngọt nhạt, nhưng mà tâm bà thật là đáng sợ. Có ai không? Cứu tôi với! Cứu tôi! Cứu tôi với bà con ơi! Bà cứ bình tĩnh, có tôi ở đây rồi. Bà dậy ăn cháo cho nóng, rồi còn uống thuốc. May quá, hôm qua có bà sang cứu tôi, không thì mình tôi không biết xoay sở thế nào với cái chân bị thương. Hôm qua tôi có việc về muộn, đi qua nhà bà thấy cây đổ thế, tôi lo quá. Bà bị thương nhẹ thế này là còn may. Cảm ơn bà đã chăm sóc tôi. Tôi một thân một mình. Ơn với huệ gì chứ. Trên đời này, ai ở đâu mà chẳng cần đến hàng xóm láng giềng. Huống hồ, tôi với bà lại gần gũi thế này. Tôi xin lỗi vì trước kia đã nói những lời không hay với bà. Có gì đâu chứ. Tôi cũng có lỗi vì không giải thích rõ với bà. Nhà tôi neo người, lại còn đất nên tôi sửa sang mấy gian cho các cháu sinh viên nghèo ở miễn phí thôi bà ạ. Tôi có làm ăn gì đâu. Ra là thế, chứ không phải là vì bà muốn kiếm tiền sao? Phải. Tôi thật ân hận quá. Bà là người tốt mà tôi lại cư xử như vậy. Bà bỏ qua cho tôi nha. Tình làng nghĩa xóm mới là quan trọng. Chuyện gì bỏ qua được thì bỏ qua. Vâng, bà dạy phải. Số tiền nhỏ, số tiền lớn. Xui quá, máy ATM bị lỗi rồi.
May quá, phòng giao dịch ngân hàng lại ngay đây. Tôi muốn rút tiền trong thẻ ATM, thưa cô. Mời ông ghi vào giấy lãnh tiền. Tôi muốn rút 1 triệu. Chỉ có 1 triệu thôi ư? Nếu chỉ rút 1 triệu, mời ông vui lòng ra cây ATM bên ngoài để rút. Chúng tôi chỉ thực hiện những giao dịch lớn thôi. Tôi cũng định rút ngoài cây, nhưng hệ thống bị lỗi nên mới phải vào đây. Nếu vậy ông có thể tìm cây khác để rút. Xung quanh đây có mỗi một cây ATM mà đang bị lỗi. Cô thông cảm giùm. Đây là quy định của ngân hàng rồi, ông vui lòng tuân thủ giúp. Nhưng mời khách hàng tiếp theo. Cô, ông ơi, nhanh cho chúng con còn vào. Có 1 triệu bạc mà cũng bày đặt vào ngân hàng rút tiền. Ăn mặc thì rõ quê mùa. Nhân viên ở đây đúng là phải cho cô ta một bài học mới được. Tôi đã nói rồi, sao ông cứ phải làm mất thời gian của tôi thế nhỉ? Tôi không rút 1 triệu nữa, mà rút hết số tiền trong tài khoản của tôi. Tài khoản của ông có bao nhiêu tiền? Cô cứ kiểm tra trên máy tính thì biết. Cái gì? 20 tỷ? Vâng, thế đã đủ được coi là giao dịch lớn chưa? Dạ vâng, ông chờ một chút ạ. Dạ, rất xin lỗi ông vì số tiền quá lớn nên ngân hàng không thể đáp ứng ngay được. Cái gì? Ngân hàng các cô làm ăn kiểu gì vậy? Rút ít không được, rút nhiều cũng không được là sao? Xin ông thông cảm cho. Với số tiền lớn như thế thì chủ tài khoản phải báo trước ít nhất 1 ngày ạ. Tôi phải đi gặp giám đốc ngân hàng của các cô mới được. Xin ông bớt giận, đây là quy định của ngân hàng. Ông vẫn có thể rút trước một khoản, rồi đầu giờ chiều quay lại rút nốt cũng được ạ. Vậy tôi có thể rút bao nhiêu tiền? Mời ông ra ghế ngồi chờ một chút ạ. Dạ, mời ông uống chút nước cho mát. Hiện tại ông có thể rút trước 5 tỷ ạ. Vậy cô cho tôi rút 5 tỷ. Vâng ạ, ông vui lòng đợi một lát. Dạ thưa ông, 5 tỷ của ông đây ạ. Cho tôi gửi lại vào tài khoản 4 tỷ 999 triệu. Hả? Ông nói sao ạ? Tôi muốn gửi vào tài khoản 4 tỷ 999 triệu. Ông vừa mới rút ra mà. Đúng, tôi vừa rút ra nhưng giờ tôi đổi ý rồi. Tôi không muốn cầm số tiền lớn thế này. Phiền cô gửi lại vào thẻ cho tôi. Sao ông lại làm vậy? Ông có biết nãy giờ chúng tôi đã vất vả thế nào để gom đủ số tiền cho ông không? Đừng nói với tôi là ngân hàng cô có quy định không được gửi số tiền lớn thế này vào tài khoản nhé. Có muốn tôi phản ánh lên bàn giám đốc không? Ông... Phải thế cô ta mới chừa thói khinh thường người khác. Đúng, đúng vậy. Bộ đôi người mụn được ưa chuộng tại Ý, Vanessa Agni, mụn rời xa, già láng mịn. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.